Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về mẫu Sazabi mà hiện tại là mới, làm theo bản resin. Đây như bản MC họ làm Mountain View. Thì có hai bóc mình mới lấy về. Hiện tại mình sẽ mở bóc ra để cho các bạn xem nhé. Đây là một, đây các bạn có thể nhìn qua, gồm thân này, đầu này, chân này, ống xạ và một bộ ống sau. Nhà bóc số 2 gồm phần blackpack, giáp và một số vũ khí. Đó. Hiện tại mình sẽ lắp lại để anh em có thể kiểm tra và sau sẽ review một chút. Phần này là được làm bằng sắt này. Đây bắn nhựa đi kèm. Khớp chân. Đây. Các bạn nhìn trong, bên trong có cả sắt. Đó. Các bách ngoài thì nhau mình thấy là được bằng nhựa. Nhựa cứng. Cầm rất là nặng. Đó, bắt kim loại đây. Đây thì theo mình thấy là nhựa và được sơn phủ bạc. Các bát bên trong cũng được phủ bạc như vậy. Đó, chủ yếu là cái khung đấy, khung kim loại là chính. Đây là một cái biểu tượng rất là quen thuộc của anh em đã chơi dòng này rồi. Lắp từ thân vào rất là cứng. Đó. Cứng và khít bạn. Có thể gặp được. Lắp cách đuôi. Cả đây. Gắn vào sau. Mở ra được này. Rất là chắc. Để luôn cái phần váy hai bên này. Okay. Đây cũng vậy, đều chốt tách bằng nhựa thôi, lắp vào chốt này, đẩy lên một chút để cho nó có thể vào đúng vị trí. Đầu của nó có một cái phần đèn. Đây.
để mình có thể bật lên. Thì ánh sáng là ánh sáng đỏ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Đúng không? Pin này thì sẽ nắp pin. Mình thấy nó hơi lỏng một chút nên chắc ép cứng quá. Rồi. Tay, đây không phải tay động nhé, tay tĩnh. Đi kèm sẽ chủ yếu là các tay tĩnh các bạn, không phải tay động đâu. Tất cả đều là tay tĩnh hết. Rồi là xong hết phần thân. Đây. Các cái chất liệu này thì chủ yếu là được kiểu như mạ thôi, chứ không phải là kim loại. Đó, mạ màu. Ok. Tay đây, khớp đây, kim loại, khớp nối. Tí mình sẽ thử biên độ cử động sau. Lắp vách đằng sau. Đó, mình đã lắp trước các cái can ông vào rồi. Nếu mà thêm y phách sẽ có đây. Đây. Chủ yếu là được sơn mạ này. Không phải kim loại đâu các bạn ạ. Mình thích nhất cái con này là cái ống xả. Được thiết kế rất đẹp, đúng theo bộ resin luôn. Nhưng mà tất cả đều được nhựa và sơn lại, chứ không có một tí gì là gọi là metal cả. Đó. Đây. Đây là toàn bộ black pack. Rất đẹp. Đó, phần đẹp nhất của con này nha, với mình. Tiếp theo là cái
khiên đó, cũng được sơn phủ, gọi là phủ màu thôi, tương đối là chắc chắn, nhìn rất đẹp và đã đề can hết rồi. Ok, đây chỉ hai màu đó. Thử xem có gì ở đây chưa. Vũ khí cũng được sơn lại thôi, toàn là nhựa hết, nhưng mà màu thì rất ổn. Đây, sau khi lắp xong cầm thì mình cảm giác nó nặng, rất là nặng, chủ yếu chắc là do khung sắt. Về các khớp lắp vào thì tay đây mình thấy nó cũng chắc đấy, chắc mình chưa ấn hết rồi. Ok, có thể bẻ được hai bên đó. Phần vai để nối hai bên như vậy, chân háng mình thấy nó bẻ ra thì khó, bẻ ra cũng được, hơi cứng, cảm giác sẽ là bẻ hơi cứng. Nặng này, bị nặng và hay bị choãi đằng sau, có thể là được sức. Khớp này, khớp chân có vẻ là chịu lực ở trên hơi nặng, cho nên phải cốt được cái dáng. Đây, khớp đây, bên trong đấy, nhưng mà cái khớp chân nó chịu lực ở trên rất nặng, chủ yếu là trên nhiều sắt hơn nhiều. Đó, mình sẽ post thử một vài dáng cho anh em xem. Đây, giáp vai, phần nhựa cũng gọi chất lượng bình thường thôi, không có gì đặc sắc mấy, và gắn kết lại đấy, nghe tiếng tạch tạch rất là ổn, và chúng ta mở ra vai ra được. Đây, ta gạt, gạt ở dưới canông này, bẻ xuống chúng ta bẻ xuống, cái này xuống thì nó sẽ mở vách trên. Được, thì chỉ mở thế này thôi, ở đây không mở được, thần như tạo được vậy. Đây là hình ảnh sau khi mình đã bung hết phần giáp trên ra. Đấy, thì các bạn có thể nhìn này, vai, hai vai này, dưới này. Đấy, tay cử động được này. Ok, các piston cũng chỉ là, cái này cũng chỉ gọi là để gọi là trang trí thôi, mà không có tác dụng gì mới ở đây. Trong. Ok. Giờ phần này mình sẽ mở phía sau. Đây là phần chân này, sau khi mở hết cỡ, bung hết. Đó. Cảm giác cầm nó rất nặng đấy. Ok, nói chung thì theo mình nhận xét thấy nó là MB, nhưng mà chủ yếu là chỉ gọi xương MB và một số khớp thôi, còn lại là nhựa.
nhựa thì chiếm rất là nhiều. Cho nên nếu mà so với các dòng MB khác thì nó chưa gọi là tốt. Nhưng mà nếu các anh em đã đam mê và thích cái bộ resin của Sazabi này thì có thể mua về trưng. Ok, đây là hình ảnh sau khi đứng lắp hoàn thiện này. Đó, các bạn thấy. Nhưng mà sẽ theo mình thì nó sẽ không post được nhiều đâu, bởi vì cái khớp, nếu mà theo mình cảm nhận thì khớp chân nó trụ rất là nặng, nhiều khi sẽ hơi khó để đứng lâu. Cho nên nếu mà tạo dáng thì nên tạo một thế thôi và ít trưng nhiều. Hầu như mua về sẽ là chỉ đọc tủ đó, chứ không có thể nào nghịch vọc như dòng MG mà anh em hay ngồi và ráp đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi video mình nhé. Có gì anh em sẽ ủng hộ cho mình những video tiếp theo.